Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review, giới thiệu với các bạn là khoảng 14 quyển sách liên quan đến đầu tư mà mọi nhà đầu tư, đặc biệt là đầu tư trong thị trường chứng khoán và trong Forex chúng ta phải quan tâm. Và với những bạn nào lần đầu tiên đến với video của mình thì các bạn hãy like và share video này cũng như là đăng ký kênh để có thể theo dõi được những cái video khác tốt hơn. Như chúng ta biết, cái việc đọc sách cũng như là viết sách thì của các cái chuyên gia, của những nhà đầu tư mà đã từng thành công trong thị trường và những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm của những người đi trước thì rất là hữu ích, và thường là chúng ta sẽ phải đọc để có thể tìm hiểu cũng như là biết được cái phương pháp, biết được cái cách thức của họ và những cái gọi là cái chân lý mà họ rút ra trong quá trình mà họ đầu tư rất là nhiều năm ha. Với những nhà đầu tư mới hoặc là những người muốn tham gia vào đầu tư thì chúng ta cũng phải theo dõi để có thể là chúng ta tránh được những cái lỗi không đáng, hoặc là chúng ta có thể theo dõi được các cái cách thức để chúng ta có thể đầu tư tốt hơn. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với bạn những cái quyển sách mà các bạn nên tìm đọc để có thể là trau dồi thêm những cái kiến thức cho mình trong quá trình đầu tư. Đầu tiên là cuốn sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros. Đó, thì chúng ta thấy hai ông này thì nghe tên là các bạn biết rồi ha, và những ai đã từng tìm hiểu về thị trường chứng khoán, từng đầu tư về phố Wall thì đều biết hai ông này. Thì hai ông này nói chung là từ hai bàn tay trắng mà trở thành tỷ phú ha. Và tài sản của họ thì hàng chục tỷ đô, tức là trong top 100 người giàu nhất thế giới. Và sự nghiệp của hai người này thì có vẻ là hoàn toàn là trái ngược với nhau ha. Một ông thì ví dụ Warren Buffett thì dùng tiền mặt để ông ấy chuyên là đi mua những cái cổ phiếu, thậm chí là mua cả những cái doanh nghiệp được định giá thấp hơn. Tức là những cái cổ phiếu ví dụ như là doanh nghiệp làm ăn mà không không ổn mà cổ phiếu xuống thấp, hoặc là những cái công ty mà tiềm năng thì ông tìm hiểu và ông sẽ mua những cái doanh mua cổ phiếu hoặc là mua cả cái doanh nghiệp đó luôn ha. Tức là ông ấy định giá mà ông ấy cảm thấy là giá trị thực của nó có thể tốt hơn thì ông có mua luôn đó, và ông ấy sở hữu vĩnh viễn đó. Còn George Soros thì chúng ta thấy là ông ấy là có những cái vụ mua bán khống khổng lồ ha, có thể đánh sập thị trường tiền tệ của một quốc gia đó. Thì ông ấy chuyên về tỷ giá hối đoái thôi, nói chung mạnh về tỷ giá hối đoái. Thì chúng ta thấy là cái phương pháp, cái cách thức đầu tư của hai ông ấy thì nó có thể là nó không 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 giống nhau ha. Mỗi người có một cách thức, nhưng mà tuy nhiên là họ là những người mà thành công và những người giàu, thì những cái thói quen hoặc là những cái chiến lược tinh thần, những cái cách thức mà của hai ông này đầu tư thì chúng ta có thể là nghiên cứu ha. Và cái cuốn sách này thì nó sẽ đưa ra những cái nó xác định cho các bạn những cái thói quen, trong cái phương pháp đầu tư của hai ông này để đưa đến cái sự thành công này. Và tác giả này, Mathieu này, tác giả Mathieu thì đã chứng minh rằng tất cả các cái nhà đầu tư thành công thì đều có những cái thói quen đó, hoặc là những ai mà học học hỏi được hoặc là tiếp thu được những cái thói quen và những cái kinh nghiệm như vậy thì có thể là thành công trong lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực đầu tư đó. Thì tổng quan thì những về cuốn sách này thì Warren Buffett thì ông ấy nêu những cái chung nhất, ví dụ như là đều phản đối cái việc đa dạng hóa các cái danh mục đầu tư. Thật ra nói đa dạng bởi vì các ông quá giàu, nhiều khi là Warren Buffett cũng đầu tư vào khá nhiều doanh nghiệp và khá nhiều cổ phiếu, tuy nhiên là cũng không có khuyến khích cái việc mà đa dạng hóa các cái danh mục này đó. Và họ nói là cái việc mà dự đoán thị trường ha, dự đoán thị trường thì nó cũng không có đem lại các cái thành công cho các thương vụ đầu tư đó, và họ tập trung vào vấn đề là lợi nhuận họ tập trung vào vấn đề lợi nhuận. Thì chúng ta đọc cuốn sách này thì chúng ta cũng sẽ tiếp thu được những cái kinh nghiệm, những cái cách thức, những cái chiến lược đầu tư của hai ông này trong hai cái thị trường khác nhau để cho chúng ta có thể rút ra những cái kinh nghiệm ha. Thì các bạn có thể tìm mua và đọc cuốn sách này. Cuốn sách thứ hai là cuốn The Big Short, giao dịch lớn ha. Giao dịch lớn thì cuốn này là đưa ra những cái chiến lược đơn giản để tối đa hóa cái lợi nhuận từ thị trường. Thì lần đầu tiên cuốn sách này được xuất bản bằng tiếng Anh ha, với tựa đề là Big Short vào năm 2013. Thì đây là những cái cuốn sách này nó tổng hợp những gì mà tác giả đã thu hoạch được trong cái quá trình mà họ thực hiện trên cái thị trường.
Và trong cuốn sách này thì tác giả đã chia sẻ với chúng mọi người về những cái hiểu biết, những cái giới thiệu những công cụ của tác giả để mà có thể giao dịch hiệu quả nhất trên thị trường, đặc biệt là thị trường các cái thị trường mới nổi ha, ví dụ như Việt Nam cũng vậy, cũng có thể áp dụng được. Và nếu các bạn đang tìm kiếm một cái phương pháp đầu tư mà nó chung nhất ha, tổng quát nhất để có thể là áp dụng cho thị trường của chúng ta thì các bạn có thể đọc cuốn sách này. Đó, thì các bạn đọc cuốn sách này để có thể là tối đa hóa cái lợi nhuận từ từ thị trường chứng khoán ha. Cuốn sách tiếp theo đó là cuốn của Philip Pfister, có tựa đề là Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường. Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường. Thì các bạn biết là Philip Pfister là một trong những nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn trong vấn đề về đầu tư chứng khoán ha. Và triết lý đầu tư của ông thì được các cái chuyên gia nghiên cứu và áp dụng rất nhiều. Coi đó là cái gọi là cái cẩm nang ấy, học theo cái triết lý của ông để đầu tư. Đó. Và được hệ thống lại trong cái quyển sách này ha, được hệ thống ở trong cái quyển sách của ông trong triết lý là cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường. Thì đây là coi như là một trong những cuốn sách đầu tư kinh điển dành cho các nhà đầu tư hiện đại. Đó. Thì với cuốn sách này thì nó sẽ mang lại cho các bạn cái nhìn toàn diện từ những vấn đề hết sức cụ thể như là sức mạnh của lời đồn đại, hoặc là nên mua gì khi nào, hoặc là những cái điều mà nhà đầu tư cần tránh, cũng như là cách tìm ra một cổ phiếu tiềm năng giữa giữa hàng trăm hàng nghìn cái cổ phiếu trên thị trường ha. Đó, và từ cái cách đó thì chúng ta phải tự hình thành cho mình một cái triết lý đầu tư làm sao mà đem lại hiệu quả cao nhất và nó phù hợp với mình nhất. Đó, thì tác giả cũng chỉ ra cho các bạn là có trong sách này thì nó chỉ ra là có hai cách để thu được lợi nhuận. Thứ nhất là mua cổ phiếu khi thị trường đi xuống thì đợi lúc thị trường hồi phục và chúng ta chốt. Đó, hoặc là cái cách thứ hai, tất nhiên là ai cũng nói là mua mua khi đi xuống và bán khi giá hồi phục hoặc là lên lại. Tuy nhiên là chúng ta không thường là chúng ta sẽ không biết khi nào là đáy và khi nào là đỉnh, đúng không ạ? Đó, cũng rất là khó ha. Và cái phương pháp thứ hai nó ít rủi ro hơn ha, và lợi nhuận của nó tiềm năng cũng lớn hơn, đó là đầu tư vào các công ty đầu tư tăng trưởng ha, tăng trưởng, tức là những cái doanh nghiệp mà nó có lợi nhuận đều hàng năm ha. Thì ông cũng cũng đưa ra những cái phương pháp ha, những cái luận điểm để cho chúng ta có thể là lựa chọn được những cái doanh nghiệp như vậy. Đó, tức là những cái yếu tố nào cần thiết, những cái luận điểm cần thiết, những cái vấn đề cần thiết để chúng ta có thể lựa chọn ra những cái doanh nghiệp mà nó có lợi nhuận, có tăng trưởng hàng năm. Đó. Thì đây cũng là một cuốn sách rất hay để các bạn có thể là tham khảo. Cuốn sách thứ tư đó là cuốn sách Giàu từ chứng khoán. Thì Giàu từ chứng khoán thì đây nó là cái cuốn sách này nó đưa ra những cái bài học kinh điển của những cái của năm nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất mọi thời đại. Cuốn sách này nó như vậy. Thì năm cái huyền thoại đầu tư về chứng khoán này thì thứ nhất là Jesse Livermore. Thì ông này có một cái quy tắc, ông này có một cái quy tắc hay là cắt giảm thua lỗ và tiến lên. Tức là nguyên tắc của ông này là nói chung là chúng ta phải biết giống như cắt lỗ. Khi mà chúng ta mua nhầm cổ phiếu hay gì đó thì chúng ta phải biết cắt lỗ để chúng ta có thể có thể là có những cái chiến lược đầu tư khác nó hiệu quả hơn, chứ là chúng ta cứ ôm nó, cứ nắm giữ những cái cổ phiếu mà đang thua lỗ thì nó không 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 hay. Hoặc là chúng ta có thể là chiến lược, có những cái chiến lược là người ta mua rất nhiều nhưng mà sau một thời gian thì những cổ phiếu nào thua lỗ thì người ta cắt, những cổ phiếu nào mà tiếp tục có lãi thì người ta tiếp tục giữ lại. Thì đó là một cái quyển sách, đó là một cái chính sách, một cái sách lược đầu tư ha. Cái người thứ hai là Bernard Baruch. Đó, thì ông này là ông ấy nói là những cái kỹ năng từ từ đầu tư thì thu mang lại cho ông với mức lương là 50 USD một tuần trong thị trường chứng khoán. Thì cái này nó cũng cũng khá lâu rồi ha, thời điểm đó mà kiếm 50 đô một tuần thì cũng khá là cao ha. Đấy, người thứ ba trong cuốn sách này, những cái triết lý trong cuốn sách Giàu từ chứng khoán này thì đó là Nicolas Ravas. Thì các bạn biết rồi ha, Nicolas Ravas với cái nguyên lý kinh điển là nguyên lý chiếc hộp trong đầu tư. Thì người ta vẫn thường nói Ravas là kẻ ngoại đạo đối với cái thị trường chứng khoán và đối với dân đầu tư, bởi vì ông này bản chất ông là một vũ công ha, vũ công nhưng mà ông lại cũng là giàu lên nhờ chứng khoán. Đó. Rồi một người tiếp theo đó là Jerome Loeb. Ông này thì ông ấy chuyên tìm ra những cái gọi là những cái
cái vấn đề, những cái lỗi trong đầu tư mà những cái nhà đầu tư mắc phải, thì ông ấy trong cái cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 thì ông đã tránh được ha. Và người cuối cùng là William O'Neill ha. Ông này thì kế thừa phát huy những cái quy luật mà những nhà kinh doanh đi trước, thì ông sẽ cũng trở thành một huyền thoại, tức là học hỏi và tích tích lũy kinh nghiệm từ những nhà đầu tư đi trước ha. Và ông cũng sẽ trở thành, và từ đó thì ông cũng trở thành huyền thoại đó. Thì trong cuốn sách Giàu từ chứng khoán này thì nó sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm ha, những cái bài học từ năm cái nhà đầu tư gọi là thành công mọi thời đại này, để chúng ta có thể theo dõi. Cuốn sách thứ năm là cuốn sách Đầu tư như một cô gái ha, Đầu tư như một cô gái, Warren Buffett hãy đầu tư như một cô gái. Thì ở đây nó có 8 nguyên tắc cơ bản mà mọi nhà đầu tư đều cần để tạo ra một danh mục đầu tư có khả năng sinh lời. Đó. Thì rõ rồi ha, cuốn sách này các bạn thấy cái tựa thì nó cũng cũng ghi rất rõ rồi ha, đầu tư như một cô gái, và có 8 nguyên tắc cơ bản để chúng ta có thể tạo ra một cái danh mục đầu tư có khả năng sinh lời. Đó thì chúng ta có thể đọc cuốn sách này ha. Thì trong cuốn sách này nó cũng 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 nêu ra một số, ngoài cái 8 cái nguyên tắc cơ bản đó, thì chúng ta cũng có thể là có những cái gọi là sao ta? Gọi là chúng ta có thể thành công vượt trội trên thị trường, thì nó liên quan đến cái lòng tham ha, và nỗi sợ hãi. Và Warren Buffett cũng nói rồi ha, hãy tham lam khi người khác sợ hãi, và hãy sợ hãi khi người khác tham lam, thì cái này rõ rồi. Thì các bạn có thể là theo dõi thêm các cái nguyên tắc để đầu tư theo trong cuốn sách này. Cuốn sách tiếp theo là cuốn sách về lợi nhuận hay tăng trưởng ha. Lợi nhuận hay tăng trưởng, và nó nói là tại sao chúng ta không cần phải lựa chọn một trong hai. Tức là các bạn chọn lợi nhuận hay tăng trưởng, và như chúng ta biết rằng lợi nhuận và tăng trưởng thì đều cần thiết cho một cái doanh nghiệp ha. Đó. Và thì đó chính là cái khung chiến lược, cũng như là cái chiến lược đầu tư của một doanh nghiệp, hoặc chiến lược phát triển của một doanh nghiệp, thì đều là lợi nhuận và vấn đề tăng trưởng. Không phải lợi nhuận là năm nào cũng có lời thì đúng rồi, nhưng mà chúng ta phải tăng trưởng nữa đó. Thì ở đây trong cái cuốn sách này thì nó đưa ra những cái nghiên cứu các cái trường hợp ha, những cái trường hợp cũng như là các cái tình huống để mà cho chúng ta thấy là duy trì tăng trưởng và lợi nhuận như thế nào. Cũng giống như là chúng ta duy trì tăng trưởng rồi chúng ta mở rộng thị trường ha, chúng ta phát triển các cái khu vực như thế nào đối với một doanh nghiệp đó. Rồi chúng ta có thể là khám phá ra những cách tốt hơn để tích hợp tăng trưởng, rồi các cái vấn đề liên minh, quản lý dòng tiền, quản lý dòng vốn ha. Đó, giống như là quản cũng như là quản lý các cái tình huống à, quản lý các cái tình huống trong cái sự phát triển của doanh nghiệp, và đổi mới doanh nghiệp nữa. Thì nói chung là tất cả những cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ chia sẻ trong quyển sách này. Quyển sách tiếp theo là quyển sách về phương pháp đầu tư Warren Buffett. Đây là những nguyên lý đầu tư của nhà đầu tư vĩ đại. Phương pháp đầu tư của Warren Buffett. Thì cái cuốn này thì nó sẽ trình bày ha, trong cuốn sách này thì nó sẽ trình bày ngắn gọn về tiểu sử của Warren Buffett. Đó, rồi nó tiết lộ, nó sẽ đưa ra những cái yếu tố, những cái sự kiện hình thành lên triết lý đầu tư của ông. Tức là tại sao ông đưa ra những cái triết lý như vậy ha. Cái lý do để hình thành các cái triết lý đầu tư. Rồi nó đưa ra các cái nguyên lý kinh doanh, rồi các cái phương thức quản lý tài chính. Đó, và giá trị hình thành lên cái phương pháp đầu tư của ông. Tất nhiên là đầu tư thành công rồi thì phải có phương pháp quản lý tài chính, cũng như là cái cách thức ha. Cách thức ông này cũng đang điều hành các cái quỹ đó, rất là thành công đó. Rồi phân tích quá trình quản lý danh mục đầu tư để cho chúng ta có thể là có những cái quá trình quản lý cái nguồn vốn của mình. Rồi cái cuốn sách này nó cũng thảo luận để đưa ra các cái khái niệm về tiền bạc, cũng như là cách cái tránh những cái sai lầm trong sai lầm thông thường á, sai lầm thường thôi, những sai lầm mà chúng ta hay gặp phải trong đầu tư. Cuốn sách tiếp theo ha, cuốn sách thứ 8 là cuốn sách có chủ đề là bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall. Ở đây nó có ghi là chiến lược đầu tư đã được kiểm nghiệm qua thời gian và thành công, tái bản 9 lần với hơn 1 triệu bản. Đây là một cuốn sách kinh điển về thị trường chứng khoán ha, nó xuất bản lần đầu tiên năm 1973. Thì đây là một cuốn sách nó kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn để chúng ta có thể là áp dụng ha. Và cái cuốn sách này nó phù hợp với tất cả mọi người ha, các bạn nói chung phù hợp cho dân đầu tư, nói chung bạn có thể đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào trái phiếu, hoặc là đầu tư vào các cái quỹ, hoặc là bảo hiểm hay gì đó, gửi ngân hàng, đại loại nói chung là chúng ta đầu tư
thì cuốn sách này chúng ta cũng có thể đọc được ha, và nó chúng ta có thấy dáng dấp, thấy hình dáng của mình ở trong đó ha. Thì chúng ta tác giả Markel này ha, Markel này sẽ chỉ cho chúng ta cái cách thức giống như là chúng ta để giống như chúng ta có thể đứng vững ha, chúng ta có thể là đứng vững giữa những cái biến động của thị trường đó. À, chúng ta có thể là quản lý cái nguồn vốn của mình một cách nó hiệu quả hơn. Và cái cuốn sách này nó cũng đưa ra cho chúng ta những cái cách thức, những cái phương pháp để chúng ta có thể áp dụng và có những cái chiến lược để chúng ta đầu tư dài hạn, đầu tư dài hạn. À, nó đơn giản nhưng mà nó hiệu quả. Đó. Rồi ngoài ra thì nó cũng hướng dẫn cho chúng ta về phân tích doanh thu như là các khoản tiền ha, rồi các cái vấn đề về liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, quyền sở hữu nhà hoặc là những cái quản lý những cái tài sản hữu hình và vô hình ha. Đó thì rồi đặc biệt là liên quan đến cái tâm lý hành vi ha. Nó sẽ chia sẻ cho các bạn những cái tâm lý hành vi trong cái vấn đề về tài chính. Đó. Thì để cho chúng ta có thể là tìm ra được cái con đường mà chúng ta phát triển hoặc chúng ta tạo được lợi nhuận trên cái đầu tư này. Cuốn sách tiếp theo là cuốn sách về chiến lược đầu tư chứng khoán ha, của hai tác giả David Brown và Casa Benti Bentley ha. Thì cuốn sách này nó đưa ra những cái vấn đề về điều tra và phân tích đơn giản về phong cách đầu tư phổ biến ha. Nó giải thích những cái đặc trưng của các loại cổ phiếu hiện đại diện cho từng cái xu hướng đó, và cũng như là đưa ra các cái chiến lược để chúng ta có thể tìm được các cái cơ hội và đầu tư vào những cái cổ phiếu tốt nhất, cũng như là đưa ra các cái lời khuyên đối với chúng ta trên thị trường. Và đặc biệt là nó đưa ra các cái biểu đồ PQ ha, biểu đồ Pareto, là cái biểu đồ đánh giá các cái chỉ số như là tính kỷ luật, thời gian đầu tư, là sự kiên nhẫn, cũng như là cái mức độ rủi ro mà chúng ta sẽ quyết định được cái cách thức chúng ta đầu tư như thế nào cho nó phù hợp. Đó. Thì cuốn sách này nó cũng giúp cho chúng ta ha, có thể tránh được những cái vấn đề liên quan đến cái sự mất kiên nhẫn cũng như là những cái rủi ro của thị trường. Thì và nó sẽ định hướng cho chúng ta cái chiến lược đầu tư của chúng ta như thế nào, đầu tư dài hạn hay là đầu tư ngắn hạn, hoặc là chúng ta có những cái chính sách cụ thể ha, chính sách cụ thể và những cái nguyên tắc đầu tư cho cá nhân của chúng ta. Cuốn sách tiếp theo đó là cuốn sách có tựa đề là Ngay cả Buffett cũng không hoàn hảo. À, thì đây là cuốn sách nó tổng hợp lại những cái bài học giá trị từ nhà đầu tư từ từ Warren Buffett. À, thì chúng ta thấy là cái cách thức mà chúng ta nói về cái tính ổn định của thị trường cũng như là cái bộ máy quản lý của các doanh nghiệp. À, đó. Rồi đặc biệt là chúng ta thấy là khi chúng ta đầu tư vào một doanh nghiệp nào, một cái cổ phiếu nào chẳng hạn, thì đằng sau cái cổ phiếu đó thì là một cái doanh nghiệp. Đó. Và thường thì các doanh nghiệp đó là phải cung cấp các cái thông tin cần thiết, cung cấp các thông tin cần thiết cho nhà đầu tư cũng như là mọi người để có thể chúng ta nắm rõ hơn, như liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình doanh thu, lợi nhuận, rồi cổ đông hoạt động như thế nào, ban lãnh đạo, đại loại như vậy. Chúng ta phải tìm hiểu rất nhiều về cái doanh nghiệp đó, và những cái doanh nghiệp nào mà nó càng công khai các cái thông tin đó, các thông tin của công ty và càng minh bạch, càng trung thực trong đó thì nó càng càng tốt ha. Còn thường những cái cổ phiếu nào mà nó mập mờ về thông tin hoặc là báo cáo gian dối trong báo cáo tài chính hoặc là các nội dung khác thì nó cổ phiếu của nó thường sẽ có giá không cao ha. Cuốn sách tiếp theo là cuốn sách Trò bịp trên phố Wall. À, Trò bịp trên phố Wall. Thì cái cuốn sách này nếu các bạn đọc thì cái này nó chủ yếu nó là cái hồi ký của Michael Lewis, về cái việc mà ông làm việc trong cái hãng đầu tư Salomon Brothers từ từ lúc mà ông là một cái trong vòng khoảng 4 năm ha, 4 năm ông làm việc tại hãng này, từ là người học việc cho đến đến khi ông trở thành một cái người gọi là đầu tư trái phiếu là thành công á, làm ra hàng triệu đô la và mang lại lợi nhuận cho cái công ty của ông ấy. Đó. À, cuốn sách tiếp theo đó là cuốn sách Đánh bại phố Wall. À, Đánh bại phố Wall. Thì cuốn sách này thì chủ yếu là nói về những cái kinh nghiệm, nói về những cái kinh nghiệm của Peter Lynch. Peter Lynch, các bạn biết Peter Lynch.
với là chủ của cái quỹ đầu tư Fidelity Magellan, và ông cũng đã đưa ông trong quá trình ông đầu tư hàng nghìn cái cổ phiếu, tức là ông quản lý cái quỹ này thì đầu tư vào rất nhiều cổ phiếu, thì ông đã đúc kết thành 21 cái nguyên tắc, và ông gọi là nguyên tắc của ông luôn, 21 nguyên tắc đầu tư của Peter Lin. Thì các bạn đọc để các bạn có thể là biết được các cái nguyên tắc như thế nào, để chúng ta có thể đầu tư. Ví dụ như là ông đã so sánh cái khả năng sinh lợi giữa đầu tư cổ phiếu với đầu tư trái phiếu chẳng hạn, để chúng ta có thể là nên chọn theo hướng nào phù hợp với chúng ta. Rồi ông hướng dẫn từng bước cái quá trình để chúng ta chọn ra cổ phiếu, cũng như là chỉ ra cho chúng ta các cái nhà đầu tư cá nhân có thể là cải thiện cái thành tích đầu tư của mình. Đó, thì một số các cái nội dung khác nữa liên quan đến 21 cái lời khuyên của ông ấy, thì các bạn có thể là theo dõi thêm. Cuốn sách tiếp theo ha. Tiếp theo là cuốn sách Sách lược đầu tư của Warren Buffett. Thì đây nó là cuốn sách đã tổng kết lại một cách sinh động về các cái bí quyết đầu tư của hiện tại Warren Buffett. Thì trong này nó nói về những cái tinh hoa trong tư tưởng của Buffett, cũng như là cái chiến lược đầu tư của ông, rồi cái sách lược để thực hiện trong cái quá trình ông ta đầu tư, cũng như là từ khi ông ta thành công rồi thì ông đã rút ra những cái bài học như thế nào, cũng như là cái cách thức mà phân tích báo cáo tài chính theo Warren Buffett là nên tập trung vào những cái dự án nào đó. Và nó giới thiệu với các bạn là năm cái dự án đầu tư kinh điển của Warren Buffett, năm đầu tư Warren Buffett. Thế các bạn biết Warren Buffett đầu tư, ông cũng đang là một cổ đông khá lớn, mọi cái công ty lớn ví dụ như Coca-Cola gì đó đại loại như vậy, và với những câu nói rất kinh điển, thời gian đầu tư cũng khá là lâu. Cuốn sách cuối cùng ha, cuốn sách cuối cùng mà muốn giới thiệu với các bạn đó là cuốn Nhà đầu tư thông minh, cuốn sách này của Benjamin Graham đó, và nó đây là cái tác phẩm kinh điển về tư vấn đầu tư, nói chung là cuốn sách hay nhất về đầu tư từng được viết cho đến nay ha. Đó. Thì các bạn biết là ông này là cái nhà tư vấn, ông là nhà tư vấn đầu tư của thế kỷ 20. Ông đã giống như là người ta nói là truyền cảm hứng, giống như người giảng dạy á, truyền cảm hứng cho thế giới với cái triết lý đầu tư của ông là đầu tư giá trị ha, đầu tư giá trị. Thì cái triết lý của ông nó làm cho chúng ta là tránh khỏi những cái sai lầm ha, và có những cái chiến lược dài hạn để trở thành nhà đầu tư thông minh. Đó. Thì chúng ta thấy là cái dựa trên cái diễn biến của thị trường á, thì trong cái chiến lược đầu tư của Benjamin Graham á, thì nó có những cái cách thức để chúng ta có thể là chống chọi và chúng ta vượt qua những cái giai đoạn khó khăn của thị trường ha, khó khăn của thị trường đó. Và nói chung là nó có những cái liên quan đến sự tăng trưởng cũng như là cái vấn đề về suy giảm của quá trình của tài chính và thị trường chung á, mà chúng ta đầu tư một cách thông minh. Đầu tư thông minh và đầu tư chọn đầu tư theo giá trị thì chúng ta vẫn có thể là thành công trong cái thị trường này. Đó thì đó là tổng quan khoảng 10 14 quyển sách ha, 14 quyển sách mà các bạn có thể tìm đọc trước khi mà chúng ta đầu tư hoặc là trong quá trình chúng ta đầu tư để chúng ta có thể là trau dồi thêm những cái kiến thức liên quan những cái kinh nghiệm của những người đi trước để chúng ta có thể là có những cái sách lược, có những cái chính sách và cái giải pháp đầu tư cho chính mình. Mỗi người sẽ nên có một cái cách thức đầu tư khác nhau, cũng chúng ta không nên nghe theo ai hết, không nên nghe theo một người nào, đọc để chúng ta có thể biết, chúng ta tự rút kinh nghiệm cho bản thân, chứ chúng ta cũng không trông chờ vào cái người hướng dẫn hoặc là một ai đó, một cái nhóm nào đó mà yêu cầu chúng ta hoặc đề xuất chúng ta mua một cổ phiếu nào đó hoặc nắm giữ một cổ phiếu nào đó. Cụ thể là chúng ta cứ nên tự tìm hiểu ha, tự xây dựng cho mình một cái phương pháp đầu tư, tự mình chịu trách nhiệm về cái khoản đầu tư và cái lợi nhuận của mình cũng như là thua lỗ của mình, và đặc biệt là chúng ta cũng biết là nên cắt lỗ lúc nào, nên mua lúc nào, đại loại như vậy, rồi phân tích doanh nghiệp như thế nào để chọn ra được những cái cổ phiếu tốt nhất. Thì trong thời gian tới có thể là tôi sẽ chia sẻ với các bạn là cái cách thức để làm sao chúng ta lựa chọn doanh nghiệp tốt hoặc là lựa chọn cổ phiếu tốt ha. Đó thì tôi sẽ chia sẻ thêm cái cách như vậy để cho chúng ta có những cái nguyên tắc để chúng ta lựa chọn được cổ phiếu tốt cũng như lựa chọn được doanh nghiệp tốt. Thì trong thời gian tới sẽ có những cái video như vậy, thì các bạn hãy đăng ký kênh để có thể là theo dõi được những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn.